Đây bây giờ là anh Trạng đang dắt cái chiếc xe khác giới thiệu cho mọi người ha. Nói chung cái dòng xe này thì cũng dành cho anh em đam mê ha. Thì cửa hàng thì cũng có dòng xe win, xe cấp đồ. Ai có thiện chí thì liên hệ cửa hàng. Còn cái số điện thoại á và kênh để phần mô tả với sẽ ghi cái ở phần bình luận cho mọi người dễ liên hệ ha. Cái này là tiếp theo mình cũng lên đam mê nha. Win 100 á anh. Win 100. Coi mình dắt ra. Cái này ai khoảng độ 45 tuổi trở lên là chạy xe này rất hợp ha. Dắt ra mình đậu đây trúng đây nó chạy. Thôi biết ổn. Dắt ra mà chạy này chút mà thấy nhót ruột. Đây kênh sẽ quay hôm nay sẽ quay chi tiết cho mọi người xem không nha. Nay mình đem nó ra quay chi tiết cho anh em nào mà bên đam mê đó nha. Thì nói chung là bữa nay có siêu thị Sam 8 lại cũng anh em của mình lên quay chia sẻ những cái đam mê cho anh em đó. Thì mình cũng vừa quay vừa chùi vừa nói chuyện chơi đồ với anh em trên kênh đó. Thì chúc anh em ngày mới vui vẻ nha. Bữa nay mình cũng rảnh rỗi mình lên cho anh em coi nguyên con Win này nè. Cái Win này cái bánh là mình đi đúng bánh của nó luôn á vậy anh? Đúng bánh luôn em. Đúng luôn phải không? Win này lên đúng bánh luôn. Anh chia sẻ cho anh em được không, là giả sử như cái dòng Win này mình mua cái bánh xe đồ dễ mua không anh? Nói chung là dòng xe này mình mua là cũng dễ mua đó nha, nhưng mà tùy theo khu vực. Như thường thường anh ở đây thì anh lên trên Long Xuyên anh chỗ ngã tư đèn bốn ngọn anh mua không à. Thì cái con Win này nó nói chung nó xài thì đi rất êm, nhưng mà con cái á là hai cái này với cái này nó dễ chạy, hay hoặc giả là cái nhan này nó dễ ngã dễ ấy lắm, tại vì nó cao. Mình thử vô chợ độ nó vướng ba cái này nó dễ gãy lắm, gãy là mua rất khó. Thì mình nói chung mình chơi Win, mình nói chung là mình nói thẳng luôn là mình chơi mấy cái dòng này á thì chơi thì chạy tê đã lắm, nhưng mà con cái là nhớ nó vô là đồ mắc tiền không à. Mình thử ra mình mua nào gì cho mình phải có chơi này, mình phải có quen rồi có đường dây như này, mình cho em út siêu tầm đồ Win gì đó. Mà nếu mọi người mua thì cũng yên tâm nha. Giả sử như mà có mua cần mua đồ gì đó thì liên hệ cửa hàng cũng mua giùm luôn không anh? Nói chung thì bên anh em cần, anh em nào cần thì điện lại, nếu mà anh em thật sự thật đam mê điện lại thì anh cũng kiếm giùm. Nhưng mà kiếm giùm qua rồi gửi ship tận nhà luôn chứ không phải là kiếm giùm tiền chơi lời chơi lóm gì nha. Đặc biệt là dành cho anh em đam mê. Nói chung là dành cho anh em xem kênh ha. Bên mình thì anh em đam mê hoặc giả mà món đồ nào không có thì anh em cứ cần liên hệ đi, mình chỉ chi tiết rồi mình hỗ trợ rồi giao đồ tới nhà cho anh em luôn. Đặc biệt mấy cái dòng nào như dòng này với dòng 110 nói chung xe mọi người nhìn thì nó cũng gần như mới ha, khoảng 85-90% ha, thì theo mọi người đánh giá. Đây sáng bóng luôn ha, kể cả cái mà ốp xe thì mọi người thấy không, cũng mới ha. Cứ quay tháng cho khách coi đi. Riêng cái xe này là thấy có chỗ này hơi không mấy đẹp nè anh. Cái nào? Cái này nè. Cái này thì biết là mặc dù biết là mình để cái này cho thì nó sát cái chân găng thôi. Cái này mình để cho sát chân găng thôi. Ừ. Bởi vì mình sợ mưa ấy đó. Cái này biết sao anh nhờ ai lấy cái máy cắt đó đưa cho nó ngắn lại. Dặn vô vài găng thôi. Nếu hỏi mình dặn tay đó, vô này dạ. Hết da luôn. Tại thôi vì để đó đi, cái đó không quan trọng, cái đó chủ yếu mình nói sơ thôi. Đây kinh sẽ quay ở góc ở phía sau cho mọi người xem ha. Biển số thành phố luôn ha. Mọi người có chơi dòng xe này thì cũng yên tâm ha, có thiếu đồ đạc gì thì cửa hàng cũng hỗ trợ mua giùm ha.
rồi có mua thì cũng gửi trực tiếp đến nhà của ai mua đó, anh chị nào mua đó thì nó cũng tiện ha. Nói chung vậy nè, cái con này mà mình chia sẻ nói với anh em luôn là nếu đúng ra cái con Vinh này mà em quay từ góc độ đằng trước lại đi, đằng trước lại đi, nó phải là hãng thốt nha. Nói chung là anh em có chơi Vinh đi, anh em mới hiểu, đúng ra nó mới thẳng thốt từ hai cái này, xe còn ghim chuẩn chưa ngã chưa té nha, đã thẳng thốt, thẳng thốt về gần trước hoặc là hai cái này luôn, nó không có cao thấp, là hai bi đông này nó không cao thấp luôn đó, hai bi đông này cái tầm chạy đó là vừa, nó không cao thấp luôn đó. Còn như chiếc Vinh đó là lý do là chạy sao im, là như chiếc Vinh đó là lý do là chạy im, là vì lý do là chiếc Vinh rồi nó quá cao, nó quá cao thành hiểu ra chạy ra mà cái độ dằn ha, cái độ dằn với mà cái độ nó nước độ dằn á là nó ok, thành thử nó cao ráo, nó thoải mái lắm, thấy không? Mấy anh em thấy chiếc xe thường đi, cái cục máy nó không cao, còn cục máy Vinh nó cao, thành thử ra nó chạy là rất là phê. Thứ hai nữa đó là cái dàn chân phuộc, nói chung là cái dàn chân phuộc của nó này, cái dàn này đó, cái dàn này là dàn nguyên ốc dày luôn á, vậy thấy nó cứng quá nè. Dàn này là nói chung là cái dàn này đúng của nó luôn nè, rất là dày luôn rồi đây. Cái này ai mà cứng cứng tuổi nhiều quá mua để dành đi cà phê rồi là nói chung là ai đâu dành đi ha. Cà phê em hồi nãy giờ anh em cũng thông cảm ha, lo nói vòng vòng chi tiết không, bây giờ đi vô sâu vấn đề chút đi. Nãy mình tôi nói về chi tiết không rồi, nhiều khi có cái anh em muốn vô coi sâu vấn đề mình cũng quên giới thiệu nha. Nãy giờ nói chung mình cũng xin lỗi anh em đi, chiếc xe này bây giờ là mình giới thiệu với anh em là công đề mét đầy đủ, đầu ghim, nói chung xe làm rồi nghe, nhưng mà có cái là ốc á thì ghim theo xe còn đầy đủ luôn, chỉ là lai cặp dành trước nghe, cái dành trước nghe anh em, còn mà ốc á là bao anh em đẹp luôn nè. Em quay ra xe này nói chung ra là thợ Long Xuyên làm sơn luôn cho mình luôn, nói chung là mình cũng kén đó, tại vì khi mà mình chơi xe hoặc giả đồ anh em nên nghiên cứu kỹ, chơi xe làm xe dọn xe mình phải lựa một người thợ nào người ta biết chơi biết dọn nó, thành thử người ta làm máy cũng im nè, người ta sơn cũng đẹp, là gam cũng đẹp, khi mà ta gáp vô ốc không chạy. Xe này anh em coi kỹ nha, từng chi tiết con ốc đó, ốc không có chạy không có xước dặn, có nghĩa là thợ người ta kỹ đâu đó nó dặn, nó chim bọc vô ta xiết ốc đâu đó ok đàng hoàng, đây ha, tượng ốc luôn. Rồi không có dư keo với dư gon luôn mọi người. Nói chung là Trinh biết sao không, trước khi chiếc xe này làm là nó chọn thợ rồi đó, anh nhờ người tư vấn nè, rồi biết anh em đó là dọn giỏi mới dám giao. Nói chung như chiếc xe này nè, chiếc xe này nếu mà dọn cái chỗ không có im rồi không đẹp là về là nói chung là chiếc xe bỏ luôn à. Nói chung là chiếc xe là về nó nham nó khó coi lắm, là phải tốn tiền lại nữa. Như là chiếc xe này là dọn bao đẹp luôn, rồi ghim từ tới con ốc luôn nè. Chính nhóm quay sao giùm anh tí đây, nó nội anh em thấy cái sườn không, nội anh em thấy cái sườn không là phê rồi đó nè, sườn là xài được kỹ đó, không chạy nè, nè nội cặp gấp thôi, nó thấy cỡ nào chưa. Đối với cái dòng anh em đam mê nào ha, nhưng mà anh em phải coi kỹ chiếc xe. Nói chung chiếc xe này từ cái dàn áo bọng nội nhìn cái yên thôi là thấy phê nha anh em đó, bao anh em là dàn ngoài ghim còn đầy đủ hết, mình chỉ nói chung là mình kỹ lắm, mình chỉ dắt ra mà thấy hồi nãy dắt ra mà hơi cọ chạy chút xíu hay là thấy nãy giờ là thấy nhót ruột hả, nhót ruột hoài, tuy rằng nó không có nhiêu tiện chứ đó, nhưng mà mình đi mua có cái là không có. Xe này mình không phải nói xạo nha, xe này là nói chung ra mình bao bốn cái nhan là bao đẹp luôn nè, em quay ra sao giùm anh nha, bốn cái nhan nha, bao ghim bao đẹp luôn nha đó. Trinh theo Trinh nhận thức là thấy sao đó, em nhìn thấy cái nhan không, có chá bóng không đó, nhan đèn nè,
nè, thấy không, bao đẹp luôn. Đằng trước cũng vậy nè, tôi quay đằng trước đây. Tại vì mấy cái dòng này mình chơi á là chủ yếu là 40 nhan. Nếu mà lên 40 nhan này mà xuống màu mà không đẹp thì xe không giờ là lên xe được. 40 nhan zin. Đồ zin luôn, đó, nhìn là rất đẹp không? Tính ra là mấy chục năm rồi còn gì đó. Chủ trước xài cũng kỹ ha. Ồ, chính thì năm 92. 92 93 gì là có nó rồi. Thì tới giờ nhiêu năm? Cũng 30 31 năm rồi. Ừ, 30 31 năm ốc bác còn vậy đó. Nè, em nhìn ốc cổ à, quay ốc cổ giùm cho khán giả coi coi. Đó. Thấy chưa? Mấy ốc này là nè, ốc hột nè. Còn cứ ngắt luôn. Để quay từ phía trên cho mọi người xem nè. Rồi vậy trên lướt cho anh em coi cái đi. Rồi vậy hôm nay mình chia sẻ anh em tới đây thôi nha. Anh em xem kênh cái dòng xe này nhớ số điện thoại nha. Mô tả nha.